Đúng bồ công nha bạn. Cái lô này còn có một cây cuối nè. Cây cuối thì nói chung mình lấy ra mình giảm giá mình bán luôn, anh em nào cứ mua được ủng hộ. Cho anh cái này bán hơn 30 nè. Chắc khoảng 34 35 34 35 cho cái cụm đế này. Còn như chỗ này chắc khoảng 20 mấy. Đây rồi chắc khoảng hai mấy quá. 24 25 gì quá. Chiều cao nữa cây mọ. 2, chiều cao nó khoảng 40 thôi. 40 42 thôi. Cái này nó ung dữ lắm nè. Nói chung giống thuần chủng sau này mà nó hay dữ lắm. Giống sau này chọn lọc rồi, người ta chọn lọc những cái cây nu nhiều, người ta bầu, người ta chiết cành ra nó nu dữ lắm rồi. Đế cũng tương đối ổn định. Tuy là không sắp đế nha, cái mấy cây này là không sắp đế nha, nhưng mà đế tương đối là chỗ nào nó cũng bó, cũng có hết. Sau này mấy bạn về làm đế nó cũng khỏe, nó khỏe hơn những cái cây gò công hồi xưa. Cái gò công hồi xưa khai thác ở nhà dân mà người ta không có trồng công nghiệp á, là trồng thí đại mà. Những cây bự thì nó có nhưng mà về còn như ba phé ba nơi không à. Đây rễ, đây rễ, đây rễ rồi xong á. Nhiều cây của trời ơi, có rễ của mì bự chán nó bị trên lạch rễ nhiều quá, mấy cái nó nuôi cũng cực, nó bị xấu. Nói chung cái rễ của mì thì nó cái đầu rễ nó không có đồng đều, giống như một cái rễ chỗ này nó bự thiệt là bự, một cái rễ kia nó nhỏ thiệt là nhỏ. Trúng cái rễ có duyên thì đỡ, trúng cái rễ vô duyên cái rồi đục, mà mình đục cái rễ bự là coi như nó lủng vô cây luôn, hư luôn cây. Mà nhiều khi cái sẹo rễ thì nó bao, có cái thì mình nuôi không khéo mình bể luôn, hư luôn. Bởi vậy cây khai thác nhà dân thì được cái này, nó cũng mất cái kia, nó được cái đầu già, được cái hoành to, cây lâu năm. Nhưng mà đế thì không có, bắt buộc phải nuôi thêm, với lại mặt cắt không có nhỏ như vậy đâu. Cắt những cái cây làm ở nhà thợ nuôi công nghiệp sau này thì người ta nhiều khi người ta cắt giật chuyển nhiệm đồ. Mấy cây nhà dân đâu có, người ta thả rừng về phải tán đầu đinh, mấy bạn nuôi một cái mặt cắt thiệt là bự cực vậy đó. Nuôi nhiều năm mới liền được nó cái mặt cắt đó. Cái nào nói chung cũng có ưu nhược điểm của nó hết. Này là dòng cây công nghiệp thôi, người ta trồng số lượng lớn. Sau này cây này trồng khoảng 3 năm tuổi rồi bạn, 3 năm tuổi. Còn như mấy bạn trồng yếu hơn tí, chậm hơn tí thì 3 năm rưỡi 4 năm. Nói chung tùy người trồng nha, tùy dùng đất nữa, tùy dùng đất tốt hay xấu nữa. Nhiều khi dùng đất nó xấu quá, các bạn nuôi cho ăn phân khoáng nó không tốt thì cây nó chậm lớn. Còn cây này khoảng 3 năm tuổi. Nuôi công nha bạn. Đây mình bán một số cây á, cây này mình bữa mình bán nhiêu ta? Để mình ấy lại, mình giảm giá lại cho anh em nào còn có cây này, mình giảm giá lại anh em nào mua được ủng hộ chơi.